Kính thưa quý vị, hiện nay hệ thống cảng biển Việt Nam đang được đầu tư mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của những tập đoàn hàng đầu trên thế giới, mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam đột phá về kinh tế cảng biển. Sau chuyến công du thành công của Tổng thống Mỹ Biden đến Việt Nam, Nhà Trắng đã phát đi thông cáo công bố sự kiện giữa các công ty điều hành cảng SSA Marine của Mỹ với Zermatt của Việt Nam về phát triển các cảng biển chiến lược tại khu vực miền Nam Việt Nam, bao gồm trung tâm logistics Cái Mép Hạ trị giá lên 6,7 tỷ USD. Với sự bắt tay này thì chắc chắn Việt Nam sẽ điền tên mình vào danh sách đất nước có hệ thống cảng biển top đầu thế giới, mở ra cơ hội phát triển thần tốc với ngành logistics Việt Nam, tạo ra khoản thu hàng chục tỷ đô la mỗi năm và giải quyết được hàng chục nghìn việc làm, và đặc biệt tạo ra bàn đạp phục vụ cho mục tiêu của tương lai. Việt Nam sẽ trở thành cường quốc xuất khẩu hàng đầu thế giới với những mặt hàng được cho là huyết mạch của thế giới trong tương lai như kim loại quý, đất hiếm và chất bán dẫn. Một thống kê mới nhất của Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ, sản lượng hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển của Việt Nam sang thị trường Mỹ đứng thứ hai trong khu vực châu Á. Và đáng chú ý, gần như là 100% hoạt động xuất khẩu đi Mỹ thông qua cụm cảng Cái Mép và Thị Vải. Đây là cơ sở quan trọng khẳng định năng lực cảng biển Cái Mép và Thị Vải nói riêng và cảng biển Việt Nam nói chung, tạo tiền đề để các hãng tàu sử dụng cảng biển Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chuỗi hải trình toàn cầu. Đây cũng chính là một trong những lý do mà Mỹ bằng mọi giá muốn đầu tư hàng chục tỷ đô la vào khu vực này với tham vọng biến cảng Cái Mép của Việt Nam thành siêu cảng hàng đầu thế giới. Và cùng với đó, những siêu cảng trung chuyển của nước ta đang đẩy nhanh dự án siêu cảng Cần Giờ với tổng vốn đầu tư khoảng 5 tỷ USD, với tổng diện tích bến cảng khoảng 571 ha từ 34.000 đến 40.000 tỷ đồng trên một năm, đồng thời tạo ra 6 đến 8.000 việc làm cho nhân viên lao động làm việc tại cảng và hàng chục nghìn lao động khác làm dịch vụ hậu cần, trung tâm logistics, khu phí thuế quan, vân vân. Còn ở miền Trung, tập đoàn Arena Ấn Độ tiết lộ dự kiến chọn khu vực cảng biển tại Liên Chiểu Đà Nẵng trong kế hoạch đầu tư khoảng 2 tỷ USD. Còn tại phía Bắc, các cảng quốc tế Lạch Huyện Hải Phòng đang tiếp tục lột xác và cảng Xuân Thiện Nam Định với mức đầu tư dự kiến là 35.000 tỷ đồng. Vậy các siêu cảng tỷ USD này sẽ đầu tư như thế nào và Việt Nam chúng ta được lợi ra sao thì chúng ta cùng tìm hiểu qua video số này. Như chúng ta đã biết, lãnh thổ nước ta với đặc điểm nổi bật là hình chữ S, kéo dài từ Bắc vào Nam với 15 vĩ độ, vị trí huyết mạch của đường biển trải dài vô tận, thế lưng tựa núi, Việt Nam như lá chắn thép của cả khu vực Đông Nam Á, án ngữ con đường hàng hải số 1 thế giới, với lượng hàng hóa mỗi năm đi qua trị giá hàng nghìn tỷ đô la. Việt Nam đang trở thành một điểm nóng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nơi đây, bất cứ cường quốc nào trên thế giới cũng muốn có mặt. Cái gật đầu của Việt Nam giờ đây trị giá hàng tỷ đô la trước Mỹ, Anh, Nhật, Hàn Quốc, Ấn Độ đã 5 lần 7 lượt ve vãn với số tiền hứa hẹn đầu tư hàng tỷ đô la vào cụm cảng biển này, phần nào minh chứng trong mức độ quan trọng ở đây. Hệ thống cảng biển Việt Nam đang đứng trước cơ hội được đầu tư rầm rộ khi được nhiều tập đoàn hàng hải đầu trên thế giới muốn bắt tay với doanh nghiệp nội làm những dự án siêu cảng tỷ đô la. Trải qua 2 thập kỷ phát triển thì cảng biển Việt Nam đã được định hình một hệ thống cảng gồm 34 cảng biển, 269 bến cảng được công bố và khai thác với tổng chiều dài lên khoảng 96 km, công suất thông qua khoảng 750 triệu tấn trên một năm. Với quy mô hơn 2.200 ha, Cái Mép Hạ không chỉ trở thành trung tâm logistics lớn nhất Việt Nam mà còn thuộc top đầu thế giới sau khi được xây dựng. Sau chuyến công du thành công của Tổng thống Mỹ Biden đến Việt Nam thì công ty điều hành cảng SSA Marine của Mỹ và Zermatt của Việt Nam phát triển các cảng biển chiến lược tại khu vực miền Nam Việt Nam, bao gồm trung tâm logistics Cái Mép Hạ trị giá 6,7 tỷ đô la. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Biden tới Việt Nam đã chứng minh được tầm quan trọng chiến lược của quốc gia Đông Nam Á đối với Washington. Điều này càng được thể hiện rõ qua những tuyên bố về kinh tế và ngoại giao trong và sau chuyến thăm. Hàng loạt dự án đầu tư được ký kết ngay sau khi kết thúc chuyến thăm, tiêu biểu như có Vietnam Airlines và Boeing ký bản ghi nhớ thỏa thuận trị giá 10 tỷ đô la mua 50 tàu bay 737 Max. Dự kiến số tàu bay này sẽ được bàn giao vào giai đoạn 2027 đến năm 2030. Amco Technology sẽ đưa vào hoạt động nhà máy bán dẫn tại Bắc Ninh với tổng số vốn đầu tư lên tới 1,6 tỷ đô la trong tháng 10. Đây là nhà máy lớn nhất và hiện đại nhất của Amco trên toàn cầu. Trong khi đó, tập đoàn công nghệ Marvel và Xuyên Chip sẽ đầu tư vào các trung tâm ươm tạo và thiết kế chip bán dẫn tại thành phố Hồ Chí Minh.
Trong số 3 thỏa thuận trên, dự án trung tâm logistics Cái Mép Hạ đang được quan tâm đặc biệt. Theo hệ thống cơ sở dữ liệu học thuật ZigZagGate, khu cảng Cái Mép Hạ là cửa ngõ và là trung tâm trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu của vùng kinh tế quan trọng phía Nam, đồng bằng sông Cửu Long, tiểu vùng sông Mekong với các nước khác trong khu vực Đông Nam Á và thế giới. Có hệ thống đường biển, sông và đường hàng không thuận tiện. Trong đó, trung tâm logistics Cái Mép Hạ với quy mô diện tích là 1.686 ha đang hướng tới mục tiêu trở thành cảng cửa ngõ và cảng trung chuyển tầm cỡ khu vực của thế giới. Gần 50% hoạt động trung chuyển hàng hóa quốc tế đang trung chuyển tại khu vực Đông Á. Trên trục này, từ Âu sang Á và từ Á đi Mỹ đều đi ngang qua các khu vực biển tại Việt Nam. Biển Đông đang là lợi ích cốt lõi trong thương mại, không chỉ của một vài quốc gia mà còn cho cả thế giới. Thế nhưng theo số liệu của các đơn vị tư vấn về hàng hải thì Việt Nam chỉ chiếm 2,5% lượng hàng hóa vận tải toàn cầu. Hiện nay cảng Cái Mép thì vải làm rất tốt vai trò tiếp nhận tàu lớn thì cũng chỉ phục vụ tính chất cảng cửa ngõ, trung chuyển chưa tới 5% hàng từ Campuchia sang, hoàn toàn không có hàng trung chuyển quốc tế. Trong 90 triệu TEU, viết tắt tiếng Anh là 1 TEU bằng 1 container, hàng hóa vận tải toàn cầu thì hàng trung chuyển chiếm 30%. Đây là phân khúc thị trường mà lâu nay ngành hàng hải Việt Nam luôn mơ ước. Tổng công ty hàng hải Việt Nam đã hơn 20 năm nghiên cứu, đầu tư cụ thể tại cảng Vân Phong với mong muốn hình thành một cảng trung chuyển quốc tế, song chưa đạt được mong muốn. Hãng tàu NFC mang hàng trung chuyển về cảng, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế tại Cần Giờ sẽ tạo một trung tâm trung chuyển cho các tàu mẹ, sức chở khoảng 10.000 đến 24.000 container, đẩy mạnh hoạt động trung chuyển container giữa các trung tâm khác trên thế giới. Từ đó nâng cao năng lực tiếp nhận hàng hóa, đồng thời giải quyết tình trạng tắc nghẽn hàng hóa tại cảng hiện nay ở Việt Nam. Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án trung tâm Logistics Cái Mép Hạ cho biết, công suất quy hoạch khu cảng cửa ngõ Cái Mép dự kiến đạt 12,8 triệu container vào năm 2030 và trên 34 đến hơn 41 triệu container vào giai đoạn 2030 đến 2050. Với doanh thu bình quân $200 trên một container, theo số liệu của một tập đoàn khai thác cảng, hàng năm cảng có thể thu về từ 2 đến 3 tỷ đô la, chưa kể doanh thu từ các hoạt động phụ trợ. Siêu cảng Cần Giờ sẽ là cảng xanh đầu tiên của cả nước, khi đi vào hoạt động và đạt công suất thiết kế, sẽ đóng góp cho ngân sách từ 34.000 đến 40.000 tỷ đồng trên một năm, đồng thời tạo ra 6 đến 8.000 việc làm cho nhân viên và lao động tại cảng và hàng chục nghìn lao động khác làm dịch vụ hậu cần trung tâm logistics và khu phí thuế quan. Việc xây dựng trung tâm logistics Cái Mép Hạ sẽ giúp hoàn thành mức quan trọng để Việt Nam hình thành nền kinh tế hàng hải và tạo lập ra hệ sinh thái hoàn chỉnh. Bên cạnh các cảng biển quốc tế, trung tâm logistics này sẽ là nền tảng để các dịch vụ hỗ trợ hàng hải, dịch vụ kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển đa phương thức và các dịch vụ tài chính, bảo hiểm, ngân hàng cùng thương mại quốc tế phát triển tại khu vực Cái Mép và Thị Vải. Trung tâm logistics Cái Mép Hạ sẽ hỗ trợ phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất, đồng thời tạo điều kiện cho phát triển đô thị nhằm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng và Việt Nam nói chung. Theo các chuyên gia kinh tế, hiện tại hàng hóa từ Cái Mép Thị Vải chỉ mất 16 ngày để đến được các bờ Tây của Mỹ và 21 ngày để đến với châu Âu. Việc đầu tư mạnh mẽ cho khu vực này không chỉ phát triển cho Bà Rịa Vũng Tàu mà còn cho cả vùng trọng điểm phía Nam trong tương lai. Việt Nam tham vọng đưa cảng Cần Giờ ngang tầm trung chuyển quốc tế như Malaysia và Singapore. Theo tính toán của các đơn vị tư vấn, các hãng tàu tiết kiệm được 1/4 chi phí nhiên liệu khi chọn Cần Giờ thay vì chọn Singapore để trung chuyển từ Thái Lan, Campuchia, Philippines nhờ rút ngắn hải trình. Ngoài ra, theo SSA Marine, dự án phát triển trung tâm logistics Cái Mép Hạ sẽ giúp tạo ra 200.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp, đồng thời đóng góp 3% vào GDP của Việt Nam và nó cũng sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh và hội nhập của Việt Nam vào nền kinh tế toàn cầu nhờ giúp giảm chi phí hậu cần và nâng cao hiệu quả cho các nhà sản xuất và nhập khẩu. Trước Mỹ thì nhiều đối tác như Anh, Pháp và Nhật Bản đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới dự án này. Ngân hàng Thế giới World Bank và hãng tin tài chính S&P Global Market Intelligence vừa công bố chỉ số CBBI cho 348 cảng container toàn cầu, bao gồm cảng Hapag, trung tâm trung chuyển quốc tế và cảng cửa ngõ xuất khẩu quốc gia. Đáng chú ý trong đó, cảng Cái Mép của Việt Nam giữ vị trí thứ 12, cao hơn một số cảng biển lớn như Singapore, vị trí 18, Yokohama của Nhật Bản đứng vị trí thứ 15, Busan của Hàn Quốc đứng vị trí thứ 22. Cùng cảng Cái Mép cũng được xếp vào nhóm cảng biển lớn với sản lượng hàng container thông qua đạt hơn 4 triệu container một năm.
Đặc biệt, cái mép vẫn tiếp tục duy trì vị trí thứ 13. Bảng xếp hạng này căn cứ trên các tiêu chí liên quan tới thời gian tàu container cần để hoàn thành việc bốc và dỡ container tại một cảng. Trong toàn bộ thời gian suốt năm 2022, thị trường cảng biển Đông Nam Á hầu như thuộc về 6 quốc gia, đó là Singapore là 33%, Malaysia 24%, Việt Nam 15%, Indonesia 10%, Thái Lan 9%, Philippines 7%. Và trong giai đoạn 2010-2021, Việt Nam có mức tăng sản lượng ấn tượng lên 10% một năm. Biến động thì phần chủ yếu diễn ra đối với Singapore là giảm 6,2% và Việt Nam tăng 7,1%, trong khi các nước có sự thay đổi khá nhỏ. Yếu tố Việt Nam giải thích sự suy giảm của Singapore sâu xa hơn là việc đón các tuyến tàu mẹ tại cùng cái mép đã giảm lượng container phải truyền tải ở Singapore. Các hãng tàu đã được tăng cường sự hiện diện tại cảng biển Việt Nam để đảm bảo khả năng tiếp cận thị trường ngày càng quan trọng này. NSC rõ ràng không muốn đứng ngoài cuộc chơi khi nhiều đối thủ như Macline, CMA, CGM đã đặt chân vào cụm cái mép với tổng số vốn khổng lồ và công suất dự án. Nếu thực hiện thành công, Cần Giờ sẽ trở thành một bom tấn trong ngành vận tải thế giới. Cùng thời điểm, thành phố Hồ Chí Minh cùng chính phủ, dự án siêu cảng Cần Giờ, tỉnh Sóc Trăng đang phối hợp tích cực với Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thành phê duyệt các quy hoạch cụ thể hóa để kêu gọi đầu tư cảng biển Trần, để dự án có tổng diện tích 54.000 ha, tổng mức đầu tư trong giai đoạn đến năm 2030 dự kiến là hơn 51.000 tỷ đồng và giai đoạn tổng thể đến năm 2050 là hơn 145.000 tỷ đồng. Cảng cũng có thể tiếp nhận các tàu container trên 100.000 tấn và dự báo có thể đón tổng lượng hàng hóa lên đến khoảng 30 đến 41 triệu tấn trên một năm, giúp kéo giảm đáng kể chi phí vận chuyển cho hàng hóa nông sản của đồng bằng sông Cửu Long xuất khẩu. Và hiện nay đã có nhiều nhà đầu tư từ Pháp và Hà Lan tới khu vực cửa biển Trần Đề để mục sở thị và khẳng định sẵn sàng khoản đầu tư vốn lớn. Còn ở miền Trung, tập đoàn Arani của Ấn Độ dự kiến chọn khu vực cảng biển Liên Chiểu Đà Nẵng là điểm dừng trong kế hoạch đầu tư khoảng 2 tỷ đô la cho việc hợp tác đầu tư tại các cảng biển, cảng thủy nội địa của Việt Nam. Tại phía bắc cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, tại khu vực bến cảng Lạch Huyện cũng quyết tâm lột xác để đón tàu lớn, khoản đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng. Trước đó, vào hồi giữa năm 2022, công ty cổ phần Xuân Thiện Nam Định đã đề xuất xây dựng cảng Xuân Thiện Nam Định với mức đầu tư dự kiến lên tới 35.000 tỷ đồng. Cục Hàng hải Việt Nam đã nhận được hồ sơ của doanh nghiệp và nghiên cứu hồ sơ về dự án. Kính thưa quý vị, các nước có cảng biển trong khu vực Đông Nam Á đang ráo riết triển khai các dự án nhằm thực hiện nhu cầu trung chuyển container trên đường biển. Trong đó, Singapore là quốc gia điển hình cho sự thành công của nền kinh tế từ chiến lược phát triển cảng trung chuyển quốc tế. Lợi thế lớn nhất của Việt Nam so với các nước trong khu vực là nằm trên trục đường hàng hải quốc tế, kết nối từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương và có thể kết nối đưa hàng hóa đến tất cả các nước trên thế giới. Nếu có hệ thống đường sắt và đồng bộ, một siêu cảng ở khu vực phía Nam thì không còn gì tuyệt vời hơn cả về mặt kinh tế và vị thế của Việt Nam trong khu vực. Hiện tại, Singapore đã khai thác thành công dịch vụ cảng biển trong vai trò trung chuyển. Việt Nam nếu có thêm siêu cảng thì chắc chắn sẽ lợi thế hơn quốc đảo rất nhiều do có giao thông đồng bộ kết nối vào lục địa. Từ đây, hàng hóa sẽ được đi từ Nam ra Bắc lên các vùng cao kết nối với các nước lân cận bằng đường bộ. Đây quả thực là một lợi thế kết nối vô cùng lớn. Là quốc gia ven biển, Việt Nam đã và đang phát huy lợi thế của hệ thống cảng biển. Tính riêng năm 2022, tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam đạt hơn 733 triệu tấn, trong đó hàng container đạt hơn 25 triệu container. Tuy vậy, đây vẫn là một con số khiêm tốn so với tiềm năng chưa được đánh thức. Thực tế, dù số lượng cảng lớn, nhưng số lượng cảng nước sâu của Việt Nam hiện còn ít và chưa đáp ứng được phát triển của nền kinh tế. Hơn 80% lượng hàng container xuất khẩu của Việt Nam hiện vẫn phải sử dụng cảng biển và tàu con cỡ nhỏ, gây rất nhiều tổn phí và tốn phí cho các chủ hàng. Hiện nay trên 60% sản lượng hàng hóa thương mại toàn cầu được vận chuyển bằng container đi qua các cảng biển. Trong bối cảnh thế giới đang khắc phục hậu quả dịch Covid-19 gây ra trong năm 2021, việc công bố bảng xếp hạng các cảng container toàn cầu có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà xuất nhập khẩu, các hãng tàu, các bên cung cấp dịch vụ logistics mà còn có ý nghĩa với việc định hoạch chính sách của các quốc gia. Với những chính sách mở về đầu tư, cảng biển Việt Nam đã thu hút các doanh nghiệp đầu tư cảng biển. Nhà đầu tư là các nhà khai thác cảng chuyên nghiệp, các hãng tàu lớn của thế giới tham dự đầu tư xây dựng và vận hành khai thác cảng. Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ là dự án quan trọng cấp quốc gia. Khi được hoàn thiện sẽ giúp giải quyết bài toán tối ưu hóa chi phí vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu từ tất cả các đầu mối giao thông, từ đường bộ, đường biển, đường sắt cho đến hàng không. Dự án giữ vai trò như một trung tâm trung chuyển hàng hóa tầm cỡ khu vực và thế giới,
là trung tâm tiếp nhận, lưu trữ, sơ chế nguyên liệu, đóng gói dán nhãn, phân phối hàng hóa phục vụ các khu công nghiệp lân cận. Cụm cảng Cái Mép thì phải nói riêng, cảng Vũng Tàu và cả khu vực cảng Biển Đông Nam Bộ nói chung, đây cũng là khu vực có chức năng tiếp nhận, trung chuyển hàng hóa đi đến các tỉnh, tỉnh thành trong cả nước và quốc gia trên thế giới thông qua đường biển, đường thủy nội địa và đường bộ, gắn kết với khu dịch vụ hỗ trợ khác nhau, khu kiểm tra hải quan, biên phòng, kiểm dịch, khu tài chính ngân hàng, cơ sở đào tạo logistics. Nhưng để khai thác hiệu quả các cảng này, Việt Nam chúng ta cần phải đồng bộ cảng biển với hệ thống đường sắt. Thực tế, dù có số lượng cảng lớn, nhưng số lượng cảng nước sâu của Việt Nam ta hiện tại còn ít, chưa đáp ứng nhu cầu để phát triển của nền kinh tế. Hơn 80% lượng hàng container xuất khẩu của Việt Nam hiện tại vẫn sử dụng cảng biển và tàu con cỡ nhỏ, gây ra rất nhiều tổn phí và cả tốn phí cơ hội cho các chủ hàng. Bên cạnh đó, theo đánh giá của Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, hạn chế lớn nhất của hệ thống cảng biển nước ta hiện nay là thiếu hạ tầng kết nối. Sự ùn tắc ở cảng biển phần lớn là do kết cấu hệ thống giao thông kết nối cảng chưa tương xứng. Điển hình nhất là nhóm cảng Biển Đông Nam Bộ đảm nhận khoảng 45% tổng khối lượng hàng hóa và trên 60% khối lượng hàng container thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam. Ách tắc ở các cảng thành phố Hồ Chí Minh hiện nay vẫn lớn là do hạ tầng giao thông. Bến cảng Cát Lái có sản lượng hàng hóa lớn nhất nhưng chưa nằm trong đô thị nên khả năng phát triển bị hạn chế, gây ra nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng đến tổ chức giao thông khu vực. Với vai trò cảng cửa ngõ quốc tế của khu vực phía Nam, cảng Cái Mép Thị Vải được quy hoạch với tổng công suất 7 triệu TEU trên một năm. Nhưng thực tế hiện chưa có kết nối đường sắt, kết nối đường bộ cũng chưa được hoàn thiện theo kế hoạch. Hiện nay chỉ có cảng Hải Phòng được kết nối với đường sắt nhưng không khai thác hiệu quả do ga đường sắt không nằm ở khu vực khai thác chính. Cảng Cái Lân đã đầu tư nhưng chưa thể khai thác do thiếu đồng bộ hạ tầng tuyến. Khu bến cảng Lạch Huyện là khu bến cửa ngõ quốc tế của miền Bắc nhưng chưa có đường sắt kết nối, trong khi đường thủy nội địa cũng chưa phát triển hiệu quả. Do đó, hiệu quả trong vận chuyển hàng hóa tới cảng biển chưa tối ưu hóa về thời gian, chi phí vận tải được dẫn đến sự phân bổ hàng hóa không đồng đều giữa các cảng. Với tiềm năng thu hút hàng trung chuyển quốc tế, phát triển trung tâm tập kết, phân phối hàng cho khu vực và cả thế giới của các tập đoàn hãng tàu biển lớn, việc phát triển cảng biển Việt Nam cần hệ thống hạ tầng và dịch vụ logistics tương xứng. Tuy nhiên cho đến nay thì triển khai xây dựng chưa đồng đều về điều kiện hình thành, dẫn đến vai trò hỗ trợ cảng biển chưa thực sự đáp ứng yêu cầu. Các trung tâm dịch vụ logistics lớn sau cảng chưa thể hình thành là bất lợi rất lớn trong việc thu hút hàng trung chuyển quốc tế đến Việt Nam. Theo như tiến sĩ Trần Đình Bá cho rằng, muốn tận dụng tối đa lợi thế cảng biển nước sâu, Việt Nam phải cải tiến, mở rộng hệ thống đường sắt. Bên cạnh đó, phải đồng bộ một hệ thống đường sắt đủ hiện đại. Theo tiêu chuẩn quốc tế, rộng phải trên 1,4 mét thì dòng chảy hàng hóa mới lưu thông từ siêu cảng vào đất liền, đưa ra Bắc bằng hệ thống đường sắt thẳng đến cửa khẩu Lào Cai, Đồng Đăng sang Trung Quốc và các nước lân cận được. Hiện tại, hệ thống đường sắt Việt Nam chỉ rộng có 1 mét, chạy chậm và dễ mất an toàn, lại thiếu tính kết nối nên hàng hóa vào Việt Nam chưa tối ưu hệ thống vận tải này. Trong khi đó, chi phí vận tải hàng hóa bằng đường biển, đường sắt hiện đại vẫn thấp hơn nhiều so với chi phí vận tải bằng xe, máy bay, nên chúng ta cần phải sớm cải tiến mở rộng hệ thống đường sắt song song dự án siêu cảng biển, kết nối cảng biển vào đất liền chạy dọc theo đất nước. Kính thưa quý vị, biển đảo Việt Nam là phần lãnh thổ đất nước Việt Nam. Qua nghìn đời, nó vẫn luôn gắn chặt với đời sống của cư dân nước Việt, cả về vật chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, biển đảo trong tâm thức người Việt là đất nước, là cuộc sống. Và thực tế, hàng ngàn năm lịch sử của người Việt đã ra sức khai phá, dựng xây, sẵn sàng đổ cả máu xương cho chủ quyền biển đảo. Ngày hôm nay, trong công cuộc hòa bình, vai trò của biển đảo với Việt Nam chưa bao giờ mất đi vai trò quan trọng của mình. Thiên nhiên ưu đãi Việt Nam có một bờ biển dài, không chỉ đẹp mà còn mang lại nguồn lợi về kinh tế và chính trị cực kỳ to lớn. Đó là món quà vô giá và cũng là bàn đạp giúp Việt Nam không chỉ thu hút đầu tư mà còn tiến lên mạnh mẽ trên con đường trở thành cường quốc trong tương lai. Còn quý vị nghĩ sao về cuộc đổ bộ của các siêu cảng tỷ đô la này? Xin để lại dưới bình luận, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.